Hello các bạn, ngày hôm nay á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng cái bớt của Lilith này. Đó, cái bớt Lilith lên máy này á. Thì đầu tiên á thì bạn phải có Venti, các bạn giữ E con Venti cho nó bay lên cao đó. Xong rồi bạn sẽ dùng E1 Lilith xong. Rồi các bạn sẽ giữ phím W á, phím đi tới á, đồng thời giữ E2. Xong các bạn spam dấu cách và đánh thường, giữ W, giữ E2, xong rồi trong lúc bạn giữ hai cái phím đó thì bạn spam nhảy với lại đánh thường là được. Giữ E2, xong rồi spam nhảy và đánh thường. Nếu thấy video hay và bổ ích, các bạn đừng quên cho mình một like, một subscribe để mình đọc được cái video tiếp nhé. Cảm ơn mọi người.